What's up people of the internet, this is Alex D và chủ đề hôm nay chúng ta sẽ nói về reading. Như bạn thấy mình đang ngồi ở trong bàn làm việc của mình ở đây, có nghĩa là chúng ta sẽ không liên quan gì đến nó di chuyển nhiều lắm. Và reading nó có quan trọng hay không và reading như thế nào thì chúng ta sẽ bắt đầu sau phần intro. Let's roll the intro. Một phần mà phần đa những người học tiếng Anh, nhất là những người mới học, bỏ qua trong khi học tiếng Anh đó là reading. Chúng ta cứ nghĩ việc học tiếng Anh, cái việc mà học viết hay là học đọc ấy là cái việc học ngữ pháp ở trên trường. Thì câu trả lời nó là hoàn toàn sai. Sai ở điều thứ nhất, đó là bạn học ngữ pháp trên trường là bạn chỉ học các quy tắc về dùng tiếng Anh trong câu và trong từ. Đôi khi có một chút về đoạn văn nhưng mình cũng không nhìn thấy nhiều trong đoạn văn lắm. Và các bạn chỉ tìm các lỗi sai trong việc sử dụng ngôn ngữ thôi, chứ bạn không hề học ngôn ngữ trong một cái văn cảnh cụ thể, trong một cái câu hoàn chỉnh và một đoạn hoàn chỉnh nào đó nó có ý nghĩa thực sự trong đó. Chính vì vậy mà cái việc học ngữ pháp ở trên trường ấy, nó làm cho chúng ta gần như là thu chuột đi cái khả năng học ngôn ngữ của chúng ta. Chúng ta tốn tới 9 đến 10 năm học ở trường trung học mà cũng không sử dụng tiếng Anh, bởi vì chúng ta đang học sai phương pháp. Nó không phải là reading và cũng không phải là writing, mà chúng ta đang học đó là học grammar. Và grammar thì nó lại là phần cuối cùng mà chúng ta cần học cơ. Cái chúng ta cần đó là chúng ta cần một nguồn tài liệu, chúng ta cần một cái lộ trình học làm sao để mình có thể có ngôn ngữ vào trong đầu và có ngôn ngữ đi ra. Mình chia làm hai phần chính, đó là phần input và thứ hai là output, có nghĩa là phần ngôn ngữ được vào trong đầu và thứ hai là ngôn ngữ đi ra. Thì vào trong đầu là lúc mà bộ não của bạn tiếp nhận thông tin. Tiếp nhận thông tin có nghĩa là bộ não của bạn sẽ nhập những cái từ vựng, những cái câu, những cái ngữ cảnh, những cái phát âm của một ngôn ngữ mới, cụ thể là tiếng Anh, vào trong đầu của các bạn. Đó gọi là bạn nhập cái ngôn ngữ đó vào trong đầu. Thì có hai cách. Cách thứ nhất là bạn sẽ nhập bằng tai và thứ hai bạn sẽ nhập bằng mắt. Và nhập bằng tai là cái con đường phổ biến và nhanh nhất để giúp bạn có thể nói được tiếng Anh tốt. Nếu bạn muốn nói tiếng Anh tốt thì bạn phải luyện tiếng Anh, nghe tiếng Anh tốt. Mà mình đã nói rất nhiều trên kênh này, thậm chí mình tạo ra cả một bộ tài liệu, đó là 24 ngày thử thách luyện nghe qua 24 chủ đề. Mà nếu bạn nào chưa biết thì có thể xem dưới phần mô tả của video này. Và thứ hai, chủ đề ngày hôm nay mình nói là luyện qua phần mắt, có nghĩa là chúng ta sẽ luyện đọc tiếng Anh như thế nào, nhất là với những người mới học. Thậm chí bạn nếu bây giờ có thể gặp một người nước ngoài và nói những câu căn bản với người ta rồi, thì thậm chí bạn vẫn cần đọc rất nhiều. Thì đọc như thế nào thì video ngày hôm nay sẽ giúp cho bạn phần đó. Ok, chúng ta sẽ chia làm 3 phần chính. Let's go. The first one. Vậy thì với nhất là những người mới học ấy, thì cái khó đó là chúng ta đọc mà chúng ta sẽ không thể hiểu được. Đoạn văn của người ta thông thường sẽ khá là dài. Tiếng Anh trông như là một cái mớ hỗn độn và bạn nhìn thấy, bạn thấy choáng khi mà nhìn thấy một cái đoạn văn. Và bạn sẽ cảm thấy là gì? Ồ, đây là tiếng Lào hay tiếng gì đấy, hay tiếng Tây Ban Nha thì đấy, mình đọc mình không có hiểu. Thế thì cách tốt nhất là chúng ta sẽ đọc từ những thứ dễ dàng nhất. Ok, cũng giống như việc nghe mình đã nói rồi, là bạn phải tìm một nguồn tài liệu nào đó mà bạn có khả năng hiểu 60-70% trở lên, thì bạn mới có thể dùng được tài liệu đó để làm tài liệu để luyện tập. Còn nếu tài liệu khó quá mà bạn không hiểu được quá 50% tài liệu đó ấy, thì bạn đang vượt quá sức của mình. Và có nghĩa là bạn sẽ không nên xem tài liệu đó nữa. Ok, bởi vì bạn sẽ làm cho bạn mình cảm thấy bị quá mệt, cả bị stress khi mà luyện tập cái tài liệu đó. Thì tài liệu số 1 mà mình muốn hướng các bạn tới và rất nhiều người đã dùng rồi, đó là học tiếng Anh qua các câu chuyện. Thế thì rất đơn giản thôi, nếu bạn ở thành phố lớn thì bạn cứ đi ra những hiệu sách lớn ấy, thì bạn tìm những cuốn sách gọi là những cuốn sách chuyện song ngữ mà có tranh vẽ cho cấp 1, cấp 2, cấp 1. Thì bạn sẽ thấy rất nhiều câu chuyện song ngữ. Và cái hay ở chỗ những câu chuyện song ngữ này là bạn sẽ nhìn thấy những câu chuyện này được viết đa số bằng văn câu đơn. Câu đơn có nghĩa là họ cứ nói một câu chủ ngữ, động từ tân ngữ hay chủ ngữ, động từ to be và tính từ, danh từ. Thì nó sẽ khá đơn giản, một câu khá ngắn như vậy, xong họ chấm, họ sang một câu mới. Thì bạn sẽ thấy là gì? Ồ, tài liệu này không có gì khó, nếu mình phải tra thì mình tra nghĩa của động chủ ngữ này, động từ này, xong đến các phần phía sau này là mình có thể hiểu được nghĩa phần đó. Thì mình có khả năng hiểu cái bài đó dễ dàng hơn. Mà thậm chí là những cái tài liệu đó ấy, nó có song ngữ, có nghĩa là có tiếng Việt và tiếng Anh.
thì bạn sẽ có thể tìm ngay ra được những tài liệu đó. Ok. Và thêm một cái nữa là nếu bạn mà ngay lập tức bây giờ bạn chưa tìm thấy ngay cái, chưa đi mua được ngay cuốn tài liệu đó, thì bạn có thể lên trên một trường đại học lớn nhất trên thế giới, đó là trường đại học YouTube. Bạn hãy khai thác triệt để YouTube cho mình bằng cách là bạn sẽ search cái cụm từ như sau. Đó là bạn search cụm từ English Stories. Ok, đây bạn search cụm từ là English Stories. Ok, và bạn sẽ nhìn thấy ngay một trang đầu tiên. Đó là English Fairy Tales. Đó là một cái kênh chuyên kể chuyện bằng tiếng Anh, những câu chuyện tiếng Anh. Thì bạn click vào cái trang này cho mình. Sau đó bạn click vào cái phần video này, thì bạn sẽ thấy một series rất nhiều cái câu chuyện trong này. Thế thì bạn nhìn ở đây bạn thấy một vài câu chuyện, nhưng mà có lẽ là chưa quen với bạn, bạn chưa muốn học ngay. Thế thì bằng cách như thế nào? Bạn sẽ click vào phần sắp xếp theo này, và bạn click vào chữ phổ biến nhất, có nghĩa là những cái câu chuyện mà nó nhiều người xem nhất ấy, nhiều lượt xem nhất ấy. Thì bạn nhìn thấy ngay là gì? Ví dụ như câu chuyện thứ nhất là gì? A Wolf and Seven Little Goats, là một con sói và 7 con cừu. Sói và cừu nghe có vẻ quen, mình đã từng học rồi. Hay là bạn sang bên này, bạn nhìn thấy là gì? Oh, đây, Little Mermaid. Đó, thì bạn sẽ nhìn thấy là đây là có cái cô nàng tiên cá đây. Rất có thể câu chuyện này mình đã từng xem rồi. Thì bạn có thể click vào trong đó, và bạn sẽ vừa được đọc truyện, vừa được nhìn hình ảnh, vừa được nhìn phụ đề ở phía dưới. Ok. Chỉ duy có một điều là những phụ đề này nó không dịch sang tiếng Việt cho bạn. Thế nên là gì? Tốt nhất là nếu mà một người mới học mà không biết một cái gì ấy, thì tất nhiên là phải tìm một tài liệu mà họ đã dịch sang tiếng Việt cho bạn rồi. Còn nếu mà đã biết một tẹo rồi thì tìm tài liệu này cũng được. Đó. Đó. Rất đơn giản, câu chỉ có mỗi là chủ ngữ này. Ông ấy này, ông vua yêu tất cả các cô gái của ông ấy. The king loved all of his daughters. Hoặc là nếu mà bạn đọc muốn học cái này thì có thể tìm một cái người nào đó trình độ cao hơn bạn. Nói chung là tiếng Anh bây giờ khá phổ biến ở Việt Nam rồi. Để tìm một người có trình độ cao hơn mình thì khá là dễ. Nên là bạn có thể hỏi những người xung quanh bạn để có thể là cái câu này mình ngồi mình dịch thử đã. Chứ đừng hỏi dịch hết, người ta thấy ngại lắm. Một cái video 16 phút như này bảo người ta dịch hết, ai ta dịch cho bạn được. Thì mình bảo bạn ấy là dịu câu này tớ không hiểu thì có thể dịch cho tớ được không. Thì cũng là một cái nguồn tài liệu để bạn có thể học luyện đọc cũng được, đồng thời cả luyện nghe luôn nhé, cái này rất hay. Nếu mà luyện đọc sách giấy ấy, thì nên đi ra ngoài tiệm và mua tới một cái quyển sách nào đó. Hoặc là bây giờ mạng internet khá là tốt, bởi vì bạn có thể đặt sách online và rất nhiều người có thể chở đến tận nhà cho bạn luôn. Ok, rất nhiều cuốn sách đó. Đó là nguồn tài liệu số 1 mà bạn có thể dùng để luyện đọc. Alright, number 2. Rất nhiều người sẽ muốn gọi là trải nghiệm và mở rộng cái tầm nhìn kiến thức của mình ra hơn một chút bằng cách đọc một số nguồn tài liệu khác mà nó sẽ thú vị và mang nhiều cấu trúc câu phức hơn, mang nhiều tính chất đặc trưng của ngôn ngữ và của văn hóa của quốc gia khác hơn. Chính vì vậy mà chúng ta sẽ cần đọc báo. Thế tuy nhiên nếu cho bây giờ mình cho bạn đọc báo BBC hay CNN ấy, thì nó sẽ nói rất nhiều về kinh tế, văn hóa, chính trị và nó sẽ khiến chúng ta cảm thấy khá là mệt. Nói thật là kể cả nếu chuyên ngành của bạn là về văn hóa, chính trị, thì nếu bạn đọc những tin đó thì bạn cũng không cảm thấy khá là hứng thú lắm. Trừ cái tin là bác Donald Trump với bác Kim đang đến Việt Nam thì có thể hứng thú với bạn. Thế còn những cái tin con số và lên xuống của giá cả vân vân ấy, thì mình không nghĩ là nó sẽ gây hứng thú cho bạn khi xem những cái tin như thế. Thế thì làm thế nào bây giờ? Mình đã tìm ra một cái trang mà bạn có thể thấy nó rất hứng thú để có thể luyện đọc qua cái trang đó. Và cái trang đó như bạn nhìn ở trên đây nó có tên đó là wikihow.com. wikihow.com có nghĩa là một trang bạn có thể học bất kỳ mọi thứ, how để làm gì đó, bất kỳ mọi thứ. Thế thì vào một trang này bạn sẽ đừng dở ra những cái trang đọc ngay, bởi vì đôi khi bạn sẽ nhìn thấy khá là nhiều từ mới và bạn sẽ thấy là hoảng. Với bạn nào mà trình độ gọi là trên căn bản một tẹo, trên A1 một tẹo là bạn đã có khả năng đọc cái trang báo này rồi. Bằng cách bấm vào nút explore. Ok, cái này sẽ thay đổi nha. Ví dụ một thời gian nữa, khoảng nếu bạn đang xem video này trong vòng khoảng 3-4 tháng sau nữa thì mình không chắc là cái trang chính nó sẽ giống như vậy. Bởi vì cái trang báo này họ sẽ thay đổi cái thiết kế. Nên là bạn sẽ nên tìm cách làm sao để bật được cái chữ đó là chữ categories. Có nghĩa là các đề mục của trang báo này. Ok, là categories. Đó, nó có rất nhiều đề mục khác nhau. Thì bạn nhìn lên trên này sẽ có là về nghệ thuật này, về ô tô này, về máy tính này, về giáo dục vân 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 vân. Với mình, giả sử bây giờ mình đang muốn có một chuyến đi du lịch thì mình sẽ chọn chủ đề đó là travel. Đó, chọn travel. Thì bạn kéo xuống dưới có rất nhiều chủ đề mà có hình luôn, có tiêu đề ở đây luôn.
Đó, ví dụ mình thấy là mình mới học được một từ, đó là từ locals. Giả sử như thế nhé, mình học locals là từ người bản địa. Thì bạn nhìn ở đây thấy có một cái báo là How to meet locals while traveling. Làm thế nào để gặp người bản địa, người sống ở cái chỗ mà mình đi du lịch đến khi mà đi du lịch. Thì bây giờ thử mình kích vào đây, mình xem là họ giúp mình như thế nào. Trang này là họ đưa ra tất cả các phương án cho tất cả mọi vấn đề trong cuộc sống mà bạn gặp phải. Ok. Đó, đầu họ bạn nhìn thấy, đừng đọc vội gọi là cái dòng đầu tiên này, nó sẽ khiến bạn khá là thấy nhiều từ mới và thấy hoảng. Nhưng mình khuyên bạn là nên lướt qua một dọc, đó nó sẽ có các tiêu đề này, steps là các bước này, thông thường như vậy. Bắt đầu là mỗi bước là một bức tranh này. Bạn sẽ nhìn thấy một này, chat online with locals. Đó. Nghĩa là bạn muốn gặp người bản địa đúng không? Hãy thì hãy chat với họ trước. Hay là số 2 là talk to people on your way. Hay nói chuyện với người mà khi bạn đến đi du lịch ở đó, trên đường bạn đến đó, bạn hãy nói chuyện với những người mà bạn gặp trên đường. Hay là ask questions, hãy hỏi câu hỏi với người ta. Hay là visit smaller towns, hãy đến những cái vùng mà nó hẻo lánh hơn, những cái thị trấn mà nó nhỏ hơn. Ví dụ như bây giờ mình du lịch đến Hà Giang mà mình đến Đồng Văn thì mình không gặp được người bản xứ, nhưng mà nếu mình đi vào các khu làng xung quanh đó thì mình dễ gặp được người bản xứ hơn. Ví dụ như vậy, các tiêu đề mục 6, 7, 8 vân vân đây, thì mỗi mục nó sẽ có những cái tiêu đề và sau đó nó sẽ có những cái câu. Ok, nó sẽ diễn giải ở trong đó. Thì mình thấy đây là một nguồn tài liệu để đọc khá là hay, mà nó còn làm giàu kiến thức cho bạn nữa. Tiếng Anh nó phải là công cụ để làm giàu kiến thức cho chúng ta, thì chúng ta mới có động lực để học. Chứ còn nếu bạn học chỉ để học không thôi ấy, thì một thời gian sau bạn sẽ thấy khá là chán. Mặc dù phương pháp có hay đến mức nào đi nữa cũng không muốn học luôn. Ok, và đây là một cái trang mà mình cũng khá dùng khá nhiều để mình luyện reading trong phần đó. Ok, và cái văn reading trên báo họ viết thì họ đã phải qua trường lớp và soạn khá là cẩn thận rồi, nên bạn không phải lo về việc là gì, ngữ pháp hay là lo về việc là cái cách hành văn của họ như thế nào cả. Kể cả sau này bạn có đi thi các cuộc thi viết về IELTS hay là gì đó thì bạn có thể học văn trên này cũng viết khá là hay. Nhưng yêu cầu là trình độ của bạn phải trên căn bản một tẹo và có khả năng dịch hiểu, cũng không cần hiểu hết 100%. Đừng có trong đầu có một tư duy là gì mình phải hiểu hết 100% bài báo này thì mình mới có thể học xong được. Don't worry, bạn cứ đọc, bạn lấy thông tin chính thôi, coi như đây là một nguồn brain soak, mình đã nói rồi, một nguồn để tắm não. Bạn lấy thông tin chứ bạn không lấy tiếng Anh ở trong này. Ok, một nguồn để tắm não khác. Alright, đó là nguồn number 2. Có lẽ mình quên cái camera này rồi. Camera này sẽ nói về chủ đề nguồn number 3. Ok, bạn sẽ nhìn ở trên này. Number 3 vẫn là nguồn YouTube, là một nguồn để luyện đọc khá hay. Rồi bạn click vào nút, bạn sẽ bấm từ là story audio book. Ok, và nó sẽ ra rất nhiều story audio book ở trong này. Trong này sẽ có ý nghĩa là gì? Trong này nó sẽ có những cái câu chuyện mà chuyện gọi là chuyện chuyện ngắn ấy. Nó là chuyện ngắn nhưng mà nó dài bằng một cái quyển sách như thế này này. Chuyện ngắn rất là nhiều, chuyện ngắn rất hay của người nước ngoài mà bạn có thể học được từ những cái quyển chuyện đó bằng cách là bạn sẽ search trên YouTube và search chữ là audiobook. Nghĩa là nó sẽ kể, người ta sẽ kể lại những câu chuyện này và họ sẽ bắn từ vựng ở trên màn hình. Ok, thì tốt nhất là nên tìm những cái audiobook nào mà họ bắn những cái từ ở trên đó. Ví dụ ở đây mình thấy có là Robinson Crusoe, là anh Robinson một mình trên đảo hoang ấy. Thì là câu chuyện mà ngày xưa mình được học bằng tiếng Việt, nhưng bây giờ mình rất muốn học bằng tiếng Anh, thì mình sẽ kích vào đó. Ok, và họ sẽ kể luôn câu chuyện. Đấy. Đó. My father was German, but came to live and work in land. Đó. Và cũng đừng có lo lắng quá vì việc trong câu chuyện này có quá nhiều từ mới của bạn. Mình đã nói rồi, đây là nguồn để tắm não. Thế nên bạn đọc để bạn lấy câu chuyện và lấy thông tin là chính. Và bạn thấy tiếng Anh nó khá sẽ có một điều gì đó thú vị đối với mình. Chứ đừng có cố gắng dịch hết 100%. Cái câu chuyện này bạn đi đọc lại nhiều lần ấy, và bạn thấy cái từ, những từ nó lặp lại nhiều lần ấy, thì lúc đó bạn sẽ có mong muốn là muốn dịch cái từ đấy ra. Thì lúc đấy hãy dịch những cái từ mà lặp đi lặp lại nhiều lần, chứ không phải dịch hết 100%. Ok, và đây là một câu chuyện, ví dụ hoặc một câu chuyện khác mình có thể nhìn thấy đây có là Sherlock Holmes, cũng là một câu chuyện khá hay. Ok, mình cũng thích Sherlock Holmes, ngày xưa mình đọc Sherlock Holmes. Thì đây bạn nhìn thấy Sherlock Holmes đây. Đó và nó có lời thoại bắn ở phía dưới luôn.
Thì đây cũng là một cái nguồn mà mình có thể luyện đọc và luyện thêm cả nghe nữa cơ, chứ không phải là luyện mỗi đọc hay không. Và mình vẫn khuyên là chúng ta nên mua một cuốn sách giấy về để chúng ta có thể vừa đọc vừa nhìn cái lời thoại của cái nhìn lời thoại của cái câu chuyện đó, để có thể đọc, luyện đọc những cái câu chuyện đó khi mà bạn có thể ngồi một mình, khi có thời gian rảnh. Hãy coi nó là một nguồn để mình tắm não, ok? Và khi mình thấy những từ nào mà lặp lại nhiều lần ấy, gạch chân nó, xong tra từ điển ra, make, làm thành một cái list danh sách những cái từ mà mình thấy lặp đi lặp lại trong câu chuyện này. Đến lần sau bạn đọc lại thì có khi là bạn sẽ hiểu được đấy, ok? Và nhớ một điều là gì? Ngày xưa ấy, ngày đầu tiên mình đọc trang đầu tiên ấy, mình mất 3 ngày để đọc cái trang đầu tiên. Đến ngày thứ hai ấy, đến cái trang tiếp theo ấy, mình vẫn chỉ còn mất khoảng 2 ngày để đọc cái trang thứ hai thôi. Và đến trang thứ ba trở đi ấy, thì nó sẽ giảm dần tới nửa ngày. Và bây giờ ấy, thì một ngày mình có thể đọc cả chục trang đến 20-30 trang là chuyện bình thường. Hoặc là mình đọc nửa quyển sách trong vòng một ngày là chuyện bình thường. Có nghĩa là cái quá trình học của bạn không phải suốt đời bạn sẽ học tiếng Anh ngày nào bạn cũng dịch một trang và để học hết, đọc hết một cái quyển sách bằng tiếng Anh như vậy bạn mất khoảng 1 năm. Don't worry. Quá trình học nó là quy trình xoắn ốc. Nghĩa là ngày đầu bạn mất rất nhiều thời gian ở trang đầu tiên, nhưng cái văn phong bạn sẽ học được, cái cách họ viết sẽ lặp đi lặp lại, và những trang sau bạn sẽ đỡ mất thời gian hơn để đọc hơn. Nên là nếu là người mới học đọc thì đừng ngại mà tìm những cái nguồn tài liệu học từ dễ đến khó, luyện đọc hàng ngày, coi nó như một sở thích để luyện đọc cho bạn, ok? Còn nếu bạn vẫn lo về việc luyện nghe thì đừng quên là chúng ta đã có khóa học 24 ngày học tiếng Anh từ căn bản. Rất nhiều bạn đã đang học cuốn sách này rồi và có những review rất tốt. Và mình rất hy vọng là sau một thời gian tới mình sẽ tạo ra những cái khóa học cụ thể hơn về việc nghe và việc đọc cho các bạn nào muốn nâng cao trình độ hơn. Bởi vì những khóa 24 ngày đây là những khóa cho những người căn bản, những người mới học, những người đang gặp khó khăn ở những cái việc giao tiếp mà sử dụng tiếng Anh trong các tình huống hàng ngày. Còn sau này nếu mà chuyên sâu hơn thì sẽ có những khóa học chuyên sâu hơn nữa. Okay, so this is Alex T. Thank you for watching and I'll see you tomorrow.